Nếu bạn muốn chốt sales tốt hơn, hãy trả lời 3 câu hỏi sau đây trước khi giới thiệu hoặc trình bày sản phẩm và dịch vụ của mình với khách hàng. Ba câu hỏi mà tôi muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn nâng cao được hiệu quả chốt sale của mình với khách hàng. Đó là ba câu hỏi tại sao mà khách hàng luôn có trong đầu. Công việc của bạn là phải trả lời thật nghiêm túc và cụ thể chi tiết ba câu hỏi này dựa vào thực tế, sản phẩm hoặc là dịch vụ mà bạn đang bán. Tôi muốn bạn hãy đặt bản thân của mình vào vị thế, vị trí của người mua và tự hỏi mình những câu hỏi này, trả lời thật là nghiêm túc. Câu hỏi tại sao thứ nhất mà khách hàng luôn có trong đầu. Tại sao tôi lại phải mua của anh? Hay nói cách khác, tại sao sản phẩm của bạn lại phù hợp nhất với khách hàng so với tất cả các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường? Tại sao có rất nhiều sản phẩm tương tự từ những công ty khác mà khách hàng chỉ nên chọn mua từ bạn? Bạn nên nhớ rằng với một môi trường cạnh tranh như hiện nay thì không có sản phẩm nào là duy nhất cả. Nào, chúng ta hãy quay lại kinh tế học cơ bản một chút. Bạn cần phải nhớ rằng cạnh tranh không chỉ bao gồm có đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà còn có cả những sản phẩm cạnh tranh gián tiếp. Ví dụ, bạn bán xe máy Yamaha chẳng hạn. Vậy thì các hãng xe máy khác là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của bạn, như là Peugeot, Honda, Suzuki v.v. Tuy nhiên, bạn còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh gián tiếp khác trên thị trường. Bởi vì xe máy là phương tiện di chuyển, cho nên có rất nhiều hình thức khác có thể thay thế được, như là taxi, Grab xe ôm hay ngay cả xe hơi cũng là sản phẩm cạnh tranh với bạn khi xe máy nằm trong phân khúc cao cấp. Chính vì thế, bạn cần phải trả lời được câu hỏi tại sao khách hàng nên lựa chọn sản phẩm của bạn? Tại sao sản phẩm đó lại là phù hợp nhất đối với khách hàng? Câu hỏi tại sao thứ hai? Tại sao tôi lại phải tin vào anh? Hay nói cách khác, tại sao khách hàng lại phải tin vào bạn với vai trò là một người bán hàng? Tại sao họ lại phải tin những gì bạn đang nói với họ? Quay lại ví dụ ở câu hỏi thứ nhất vừa rồi, bạn bán xe máy cho khách hàng với rất nhiều điều hứa hẹn. Ví dụ như là xe của bạn tiết kiệm xăng, chất lượng tốt, bền, công nghệ tiên tiến, an toàn, v.v. Vậy thì bạn có gì để chứng minh cho những điều đó, để hỗ trợ cho những gì bạn đã tuyên bố với khách hàng trước đó? Bạn cần phải nhớ rằng, bất kể người bán hàng nào cũng đều nói tốt về mình. Khách hàng nghe thấy quá nhiều, quá quen thuộc rồi. Vậy tại sao họ lại phải tin thêm một người nữa cũng nói những điều tương tự như tất cả những người khác? Vấn đề là làm sao bạn có thể khiến cho người mua tin vào bạn rằng những gì bạn nói là có cơ sở và đáng tin? Đó là câu hỏi mà bạn cần phải sẵn sàng để trả lời khách hàng. Câu hỏi tại sao thứ ba. Tại sao tôi lại phải mua hàng ngay bây giờ? Hay nói cách khác, tại sao khách hàng cần phải mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn ngay tại thời điểm này? Tôi muốn bạn nhớ điều này. Khách hàng có rất nhiều lý do để từ chối và trì hoãn việc mua hàng của mình lại. Tôi sẽ chờ tới cuối tháng để nhận được tiền lương. Tôi sẽ chờ tới cuối năm để được tiền thưởng từ tháng lương thứ 13. Tôi muốn chờ dịp khuyến mại, Christmas, Boxing Day. Hoặc thậm chí là tôi muốn chờ cho qua dịch Covid-19 thì tôi mới mua hàng trở lại, vân vân. Có rất nhiều lý do để khách hàng chần chừ không mua hàng ngay lúc này. Và trong bán hàng, sự chần chừ chính là đối thủ đáng sợ nhất khi nói tới việc chốt sale. Nếu bạn còn nhớ những gì tôi đã chia sẻ với bạn ở những video trước, thì chỉ sau 30 ngày, khách hàng sẽ chỉ còn nhớ được 5% những gì bạn đã nói với họ. Chính vì vậy, bạn phải có câu trả lời thật tốt cho câu hỏi này. Vừa rồi là 3 câu hỏi mà bạn cần phải trả lời và sẽ giúp cho bạn chốt sale dễ dàng hơn khi gặp gỡ, trình bày sản phẩm hoặc dịch vụ của mình với khách hàng. Thứ nhất, tại sao khách hàng lại phải mua sản phẩm của bạn mà không phải từ người khác? Thứ hai, tại sao khách hàng lại phải tin vào người bán là bạn? Và thứ ba, tại sao khách hàng cần phải mua ngay bây giờ? Chúng ta sẽ nói tiếp về các kỹ năng bán hàng và marketing hiệu quả khác trong các video tiếp theo để giúp bạn nâng cao chất lượng công việc của mình hàng ngày. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này, thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.